Bà Yukit đang lái xe trên đại lộ đi tới trung tâm mua sắm thì nghe thấy tiếng nổ và rất nhiều thanh niên bỏ chạy ra đường. Một số người bắt đầu gục xuống. Ngay lập tức, người phụ nữ 66 tuổi dừng xe, chúi người xuống ghế để tránh đạn. Bà thấy một trong những người đàn ông vừa tháo chạy ra đường đang nằm cạnh xe bà đã bị bắn vào lưng. Bà mở cửa xe, nhờ sự hỗ trợ của một tài xế phía sau, bà đặt nạn nhân vào phía sau xe để bảo vệ anh này người tài xế kia lấy hộp đồ sơ cứu y tế trong xe và hai người bắt đầu băng bó vết thương cho nạn nhân bà nói còn một nạn nhân khác cũng bị ngã ở bên kia đường người đó đã chết trong lúc bà đang giúp đỡ người đàn ông bị thương này khi được ca ngợi là anh hùng bà phủ nhận và chỉ ước mình có thể làm nhiều hơn để cứu nhiều người hơn nữa trong vụ xả súng kinh hoàng vừa qua